Từ trường hợp Nguyễn Bắc Chuyển, nghĩ về các báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ USCIRF. Đến hẹn lại lên, khoảng tháng năm tới, USCIRF sẽ lại công bố báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2022. Có lẽ tương tự những năm trước, báo cáo này sẽ đầy ắp các thông tin nhằm quy kết chính phủ Việt Nam phạm quyền tự do tôn giáo, kèm lời đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC. Nhưng báo cáo này có hoàn toàn khách quan hay không? Để tìm hiểu vấn đề, chúng ta hãy cùng xem xét một ví dụ là cách nó đề cập đến trường hợp Nguyễn Bắc Chuyển. Báo cáo của USCIRF trong năm trước đã bình luận rằng Việt Nam vẫn đang tiếp tục bắt giữ, truy tố, xét xử các nhà hoạt động tôn giáo trong nước, điển hình là trường hợp Nguyễn Bắc Chuyển, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Dường như trong mắt USCIRF, hễ công an Việt Nam bắt tín đồ của một tôn giáo nào thì đó ắt hẳn phải là vấn đề tự do tôn giáo. Nhưng có thật thế không? Nếu nhìn lại, chúng ta sẽ thấy Nguyễn Bắc Chuyển bị kết án 11 năm tù, 3 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, chứ không phải vì sinh hoạt tôn giáo. Hoạt động lật đổ của Chuyển thì kéo dài nhiều năm và có tính hệ thống, chứ không chỉ diễn ra gần đây. Cụ thể, năm 2004, Nguyễn Bắc Chuyển đã cùng Việt Kiều Đỗ Thành Công lập ra tổ chức Đảng Dân Chủ Nhân Dân, có mục đích lật đổ nhà nước Việt Nam. Năm 2006, Chuyển bị bắt do có liên quan đến kế hoạch biểu tình, giải truyền đơn vào dịp Tết Việt Nam tổ chức tuần lễ cấp cao APEC. Chuyển bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam vì tội tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2007. Sau khi ra tù vào năm 2010, Nguyễn Bắc Chuyển tiếp tục gia nhập tổ chức Hội Anh Em Dân Chủ. Ngày 30 tháng 7 năm 2017, cùng với 3 thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ là Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn và Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Chuyển đã bị bắt và bị truy tố tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Đó cũng là bản án mà Chuyển đang thi hành vào thời điểm này. Như vậy, không thể coi bản án của Nguyễn Bắc Chuyển như một trường hợp vi phạm quyền tự do tôn giáo. Vì sao lại có sự nhầm lẫn này? Đó là vì USCIRF hầu như chỉ dùng thông tin của các tổ chức chống cộng, vì giới chống cộng tận dụng mọi cơ hội để hạ uy tín chính phủ Việt Nam, cũng như để giải cứu thành viên của mình. Họ đã đánh đồng chuyện bắt những người hoạt động lật đổ với chuyện đàn áp tự do tôn giáo ở Việt Nam. Và suốt nhiều năm qua, những thông tin sai lệch rõ ràng kiểu này không hề được cải chính.